Của cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì tiếp tục đến với bài kiểm của em Như Ngọc, để em Ngọc giới thiệu và giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai giống, mai ghép giống xuông mình lại với là xuông Sài Gòn ha. Đó là giao cam bên vườn của em Ngọc cô chú anh chị. Mức giá chỉ từ 150.000 cây, bao phí vận chuyển ha cô chú anh chị. Em mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào ủng hộ cho em Ngọc nha. Rồi không mất thời gian nữa, em mời cô chú anh chị mình vào clip gặp luôn em Ngọc, để em Ngọc chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi chào em Ngọc nha. Dạ em chào anh. Dạ con xin chào cô chú bác anh chị ạ. Rồi, vậy hôm nay giao lưu tiếp tục lô xuông mình lại nữa em ha. Dạ. Rồi vô cây đầu tiên ngày hôm nay mã số à, nói tiếp tiếp trước mã số 61N luôn em ha. Dạ. Rồi cái này xuông mình lại em ha. Dạ. Bo nè cô chú anh chị, đi đọt nè ha. Ghép hai bo nha. Hoành thân là được 10. Cái này có củ đế nằm dưới nè cô chú anh chị. Chiều cao là được 29. Rồi. Cái ngang là được 30. Rồi. Vậy cái này con xin giao lưu là 200. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 62N cũng là một cây siêu bông mình lại à. Rồi. Cái này ghép được 2 bo ha. Bo khá luôn cô chú anh chị ha. Bình thân là được 12. Bo già nè cô chú anh chị. Chiều cao là được 35. Rồi. Tán ngang là được 35. Giá cây này con xin giao lưu là 200. Bao ship luôn ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số 63N cũng là một cây siêu bông mình lại à. Rồi cây này ghép được 2 bo ha. Bo nè. Đi đọt rất là sung nha cô chú anh chị. Cây mạnh khỏe ha. Bình thân là được 11,5. Rồi. Chiều cao là được 26, tán ngang là được 32. Giá cây này con xin giao lưu là 200. Rồi, đó cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 64N. Rồi, 64N. Bình lại luôn ha. Dạ. Rồi, cây này có cũ luôn cô chú anh chị, nguyên cũ nè. Bình thân ngay chỗ này là được 11,5. Rồi. Cái cũ là được 24. Chiều cao là được 24, giá cây này con xin giao lưu là 200. Rồi, đó cây. Rồi tiếp theo cây mã số 65N cũng là một cây siêu bông mình lại. Rồi cái này ghép được 2 bo ha. Cái thân co co. Rồi dáng nghiêng nghiêng ha. Cái này gì mình sửa thế bay được cũng được ha. Giao quanh thân là được 10. Rồi. Cái cũ là được 19. Rồi. Chiều dài này là được 20. Giờ cây này cũng xin giao lưu là 150k. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Dạ mã số 66N. Cũng là một cây siêu bông mình lại à. Cây này tàn cũng có luôn cô chú anh chị ha. Hoành thân ngay đây là được 9. Rồi. Chiều cao là được 29. Tán ngang là được 24. Dạ cây này cũng xin giao lưu là 150k. Rồi đã cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 67N cũng là một cây siêu bông mình lại à. Rồi. Bo nè cô chú anh chị ha. Rồi thông số luôn đi em. 12, hoành thân là được 12. Rồi. Chiều cao là được 17, tán ngang là được 23. Dạ cây này con xin giao lưu là 150k. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Dạ mã số 68N cũng là một cây siêu bông mình lại. Rồi. Cây đi đọt nè cô chú anh chị ha. Đang chuẩn bị bắn cây tiếp theo ha. Hoành thân ngay đây là được 16. Rồi. Chiều cao là được 23. Dạ cây này con xin giao lưu là 150k. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Dạ mã số 69N cũng là cây siêu bông mình lại. Rồi. Cây này củ đế đẹp ha cô chú anh chị ha. Hoành thân là được 13. Rồi. Cái củ ngay đây là được 22. Nguyên củ nè. Ghép được 2 bo ha. 28. Tán ngang là được 27. Dạ cây này con xin giao lưu là 250k. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Dạ mã số 70N. 70N cũng là một cây siêu bông Sài Gòn. Rồi. Hoành thân là được 16. Cái này ghép được 2 bo ha. Chiều cao là được 42. Tán ngang là được 28. Dạ cái này con xin giao lưu là 250k. Rồi đó cây. Rồi tiếp theo cây mã số 71N. 71N cũng là một cây siêu bông bình lợi à. Rồi có đế luôn cô chú anh chị ha. Rồi thông số luôn đi em. Dạ hoành thân là được 10,5. Rồi ghép được 1 bo, 2 bo ha. Chiều cao là được 20. Cây đang chuẩn bị bắn cờ đọt nè. Rồi. Dạ cây này con xin giao lưu là 200. Rồi cây. Okay. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 72N. Rồi. Rồi cây này giảo cam ha em ha. Dạ. Cây này có bông trên cây luôn nè. Cô chú anh chị nhìn vô biết liền. Giảo cam ha. Rồi trên đọt là ghép Sài Gòn em ha. Dạ, hoành thân là được 17,5. Bo Sài Gòn nha cô chú anh chị. Chiều cao là được 44. Rồi. Tán ngang là được 67. Dạ cái này con xin giao lưu là 250k. Rồi cái này cuối clip luôn ha. Dạ. Rồi chào hết luôn vô anh nha. Dạ con xin chào cô chú bác anh chị ạ. Con mong cô chú bác anh chị ủng hộ cho con.
Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là em Ngọc cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha.